Bất động sản Thanh Nhã Land xin kính chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Rất vui khi lại được gặp quý anh chị khách hàng trong một video tiếp theo tại thị trường bất động sản thành phố Đà Lạt. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại đường chính đường Đan Kia thuộc phường 7 của thành phố Đà Lạt. Vị trí này thì chúng ta sẽ cách trung tâm của thành phố Đà Lạt thì rơi vào tầm là 6 km. Và sản phẩm ngày hôm nay mà Nhã muốn giới thiệu cho quý anh chị khách hàng đó chính là một cái lô đất biệt lập nằm cách đường chính đường Đan Kia chỉ rơi vào tầm là 50 m. Lô đất này có gì đặc biệt và mức giá của nó như thế nào thì bây giờ quý anh chị hãy cùng Nhã tiến vào bên trong khuôn viên của lô đất để cùng đánh giá xem. Vị trí của lô đất thì nằm ngay dưới cái chân dốc của cái con đường nhựa 5 m ở đây. Lô đất của chúng ta thì nằm ở thế dương và bên kia của con đường đó chính là cái phần không gian của một cái thung lũng đang sản xuất nông nghiệp, cho nên là nếu như mà sở hữu cái lô đất này thì gần như chúng ta sẽ sở hữu được một cái tầm view vĩnh viễn không bị che chắn. Và xa hơn nữa đó chính là những cái đồi thông, những cái quả đồi mà vào mùa cỏ hồng cũng như là vào mùa camping thì thu hút được rất là nhiều người dân cũng như là du khách đến đây để dã ngoại cũng như là để cắm trại, để thưởng thức cái không khí của Đà Lạt. Quay trở lại với sản phẩm thì lô đất của chúng ta sẽ có tổng diện tích là 270 m² với bề ngang là 11,5 m, bắt đầu từ cái cây cọc mà Nhã đang chỉ đây kéo ngang qua 11,5 m và dài lui sau là 23 m, dài tới hết cái phần cuối cùng của lô đất giáp với cái căn nhà ở phía sau và sẽ nở hậu ở đằng sau. Hướng chính của cái lô đất này đó chính là hướng đông bắc thì chúng ta sẽ đón được bình minh buổi sáng rất là đẹp, sáng tinh mơ tại Đà Lạt. Cách đó một lô thì Nhã có thêm một sản phẩm nữa, cũng là một lô đất biệt lập với tổng diện tích là 317 m². Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngay cái cột mà đang đóng ở đây. Từ cái cột kéo qua là 11,59 m và sâu vào trong là 28 m, cũng là một lô đất nở hậu. Và hiện tại thì lô đất này đang có là 200 m² đất xây dựng, còn lại là 117 m² là đất nông nghiệp. Lô đất này thì chúng ta xây biệt thự sân vườn thì cực kỳ đẹp. Phần cuối của cái con đường nhựa này thì chúng ta sẽ có thêm một cái hẻm quy hoạch dẫn lên đường chính đường Đan Kia cũng như là dẫn xuống cái phần diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân ở phía dưới. Và toàn bộ cái khuôn viên đất mà ngày hôm nay Nhã giới thiệu thì sẽ rơi vào khoảng là tầm 10 lô đất mà thôi. Tương lai thì sẽ là 10 căn biệt thự có ở đây. Thì cái mật độ xây dựng cũng như là mật độ dân cư thì khá là ít. Thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta là có một cái môi trường sống rất là lý tưởng và đúng chất là nghỉ dưỡng, yên tĩnh tại thành phố Đà Lạt. Và trên đây là toàn bộ thông tin về các sản phẩm bất động sản mà ngày hôm nay Nhã đã gửi tới cho quý vị anh chị khách hàng cũng như là các nhà đầu tư. Còn bây giờ thì Nhã sẽ giới thiệu cái đoạn đường từ ngay ngã ba Suối Vàng, Đan Kia và thành phố Đà Lạt để dẫn tới các sản phẩm bất động sản. Hiện tại thì Nhã đang có mặt ngay tại ngã ba Suối Vàng, Lang Biang và Đà Lạt. Từ vị trí này thì nếu như chúng ta rẽ trái theo đường Anchorage và di chuyển thêm 6 km thì sẽ tiếp cận được với lại khu du lịch Suối Vàng. Còn nếu như chúng ta đi thẳng theo đường Đan Kia tầm 5 km thì sẽ đến được với lại là khu du lịch núi Lang Biang. Và nếu như chúng ta di chuyển theo hướng ngược lại theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tầm 6 km thì sẽ tiếp cận được với lại là chợ đêm trung tâm thành phố Đà Lạt. Và bây giờ thì Nhã sẽ di chuyển theo hướng đường Đan Kia, tức là cái con đường dẫn lên núi Lang Biang, khu du lịch Lang Biang. Từ vị trí ngã ba thì chúng ta di chuyển tầm 500 m thôi thì sẽ tiếp cận được với lại là các cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay Nhã đã giới thiệu. Và một lần nữa thì bất động sản Thanh Nhã Land rất cảm ơn quý anh chị khách hàng đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ kênh. Quý anh chị hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Nhã và đến với những sản phẩm chất lượng tiếp theo tại thị trường bất động sản thành phố Đà Lạt. Mọi thông tin chi tiết của các cái sản phẩm ngày hôm nay thì Nhã có để dưới phần mô tả của video này. Nhã xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị vào các video sau.